Rạng sáng nay, khắp các sân cỏ châu Âu tiếp tục sôi động với vòng bảng Champions League ở các bảng đấu E, F, G, H. Tại bảng H, trong cuộc tiếp đón Real Madrid, Tottenham Hotspur không ngần ngại chơi đối công với Real và đội chủ nhà chính là những người tạo ra được cơ hội thực sự nguy hiểm. Phút 27, Wings bất ngờ phát bóng dài từ giữa sân sang cánh phải cho Kieran Trippier băng xuống. Bóng đi hơi sâu nhưng Trippier vẫn nỗ lực đưa bóng vào phía trong. Cố gắng của anh được đền đáp khi Delali xuất hiện đúng lúc, đệm bóng chuẩn xác mở tỷ số cho gà trống. Bước sang hiệp 2, Madrid đẩy cao đội hình tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Thế nhưng khi chưa tìm được cách xuyên thủng hàng thủ đối phương, họ đã phải nhận bàn thua thứ hai. Phút 56, Ali đi bóng sọc thẳng vào khu trung tuyến của Real Madrid. Anh tung cú sút bóng đập vào người Sergio Ramos đổi hướng khi thủ môn Kiko Casilla không kịp phản xạ và vào lưới nhặt bóng. Ngay sau khi Ali ghi bàn, máy quay đã tìm đến Cristiano Ronaldo. Siêu sao người Bồ Đào Nha chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán. Nó biểu hiện cho sự bất lực của Real và của chính bản thân Ronaldo trước Tottenham. Phút 65, từ pha phản công nhanh của đội chủ nhà, Harry Kane chuyền bóng cho Eriksen băng xuống đối mặt với thủ môn Casilla. Tiền vệ người Đan Mạch dứt điểm thành công, nâng tỷ số lên 3-0. Trong thời gian còn lại, đội bóng đến từ Tây Ban Nha chỉ có được bàn thắng danh dự do công của Ronaldo vào phút 80. Đây là lần đầu tiên gà trống đánh bại được Real trong lịch sử đối đầu. Ở cặp đấu còn lại của bảng H, Borussia Dortmund tiếp tục gây thất vọng khi để Apoel cầm hòa 1-1 tại sân nhà, ngay cả khi Guerrero ghi bàn mở tỷ số từ khá sớm. Như vậy, với 10 điểm có được, Tottenham Hotspur có vẻ đi tiếp vào vòng knockout. Chuyển sang bảng E, Liverpool dù chiếm lĩnh quyền kiểm soát bóng vượt trội và tạo ra không ít cơ hội ăn bàn, nhưng không thể có được bàn thắng. Mãi đến phút 49, cầu thủ chạy cánh người Ai Cập Mohamed Salah mới khai thông bế tắc cho The Kop. Xuất phát từ pha chuyền bóng tầm thấp của Trent Alexander-Arnold, Salah dứt điểm khéo léo về góc xa. Phút 54, đội chủ nhà có cơ hội nhân đôi cách biệt sau khi Alexander Rajevic phạm lỗi với Roberto Firmino trong vòng cấm, phạt đền cho Liverpool, nhưng tiền vệ James Milner lại dứt điểm không chính xác. Và 10 phút sau, Milner chuột lỗi bằng pha phối hợp ăn ý với Emre Can trước khi tuyển thủ người Đức dứt điểm gọn gàng mang về bàn thắng thứ hai cho lữ đoàn đỏ. Đúng vào phút thi đấu cuối cùng, tiền đạo vào sân thay người Daniel Sturridge ấn định chiến thắng 3-0 cho đội chủ nhà sau một pha dứt điểm đầy uy lực ở cự ly gần. Ở trận đấu còn lại, đội chủ nhà Serbia cũng đòi lại được món nợ thua 1-5 trước Spartak Moscow ở lượt đi bằng chiến thắng nhẹ nhàng với tỷ số 2-1. Với kết quả này, Serbia đã đòi lại được vị trí thứ hai từ chính đại diện của Nga, nhờ đó có được 7 điểm sau 4 lượt đấu. Tại bảng F, Napoli từng gây nhiều khó khăn cho Man City trong trận lượt đi, vậy nên khi nhận được sự cổ vũ của đám đông khán giả nhà, họ lại càng trở nên nguy hiểm. Phút 20, Napoli đã cụ thể hóa được ưu thế lớn lướt bằng bàn mở tỷ số, nhanh như điện của Lorenzo Insigne, sau pha bật tường với Rice Mertens. Phút 34 và 48, những nỗ lực của đội khách đã được đền đáp với hai pha làm bàn ban đầu của trung vệ Nicolas Otamendi và John Stones để Man City đảo ngược tình thế, nhưng Napoli không hề nao núng mà vẫn bình tĩnh triển khai lối chơi. Phần thưởng dành cho họ là bàn gỡ trên chấm 11m của Jorginho vào phút 62. 7 phút sau khi để Napoli cân bằng tỷ số, Aguero đi bóng vào vòng cấm và dứt điểm quyết đoán nâng tỷ số lên 3-2. Pha lập công thứ 178 trong màu áo City giúp cầu thủ người Argentina chính thức vượt mặt Eric Brook để trở thành chân sút số 1 trong lịch sử nửa xanh thành Manchester. City tiếp tục có thêm một bàn thắng nữa trong khoảng thời gian đá bù giờ sau pha dứt điểm chéo góc của Raheem Sterling. 3 điểm có được giúp The Citizens bỏ xa Napoli đang xếp thứ 3 tới 9 điểm và chắc chắn vượt qua được vòng bảng. Trong trận đấu còn lại, Shakhtar Donetsk đã thắng ngược Feyenoord 3-1 trên sân nhà. Kết quả một số trận đấu khác, tại bảng G, Besiktas hòa Monaco 1-1 trong khi Porto vượt qua đại diện của Đức Leipzig với tỷ số 3-1. Với kết quả này, Besiktas gần như đã nắm một suất vào vòng sau khi hơn đội thứ 3 đến 6 điểm, trong khi một suất còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Porto và Leipzig. Còn Monaco gần như đã hết cơ hội vượt qua vòng đấu bảng khi chỉ có đúng 2 điểm sau 4 lượt trận.